Xin chào Việt Nam và chào mừng các bạn đã quay trở lại với khóa học Swing Boot cơ bản dành cho người mới bắt đầu. Chúng ta sẽ học về GBA Repository. Đầu tiên là chúng ta sẽ cùng xem lại cơ sở dữ liệu chúng ta vừa cấu hình ở bài trước, đang không có bảng gì ngoài các bảng mặc định. Tiếp đến chúng ta sẽ cấu hình cho username và password của data source của chúng ta. Chúng ta sẽ để là quá nhanh. Và quá nhanh. Ok, chúng ta cùng lưu lại và build lại project của chúng ta. Chúng ta sẽ cùng load lại. Cùng đăng nhập VS đây, không thể đăng nhập được. Nó sai username và password, chúng ta sẽ cùng đăng nhập bằng user quá nhanh, mật khẩu quá nhanh. Kết nối thành công. Và chúng ta cũng chưa có những bảng gì ngoài bảng mặc định là bảng user. Ok, chúng ta sẽ bắt đầu đi vào học GPA, Repository của Swing Boot Web. Nên thì chúng ta sẽ tạo một package mới ở trong com.quanhanh.movie-management. Đó là package Repository. Trong package repository này thì chúng ta sẽ tạo ra một interface có tên là movie repo. Movie repo của chúng ta sẽ có annotation là repository. Và class này sẽ extend. GPA Repository và chúng ta sẽ truyền vào đối tượng và key của đối tượng chính là kiểu integer. Tiếp đến thì chúng ta sẽ cùng chỉnh sửa service của chúng ta. Chúng ta sẽ không cần list movie và movie service hai hàm này ở trong service này. Chúng ta sẽ cần khai báo movie repository. Và chúng ta sẽ gắn annotation là autowire để nó có thể tự khởi tạo. Tiếp đến thì chúng ta sẽ comment movie list.h lại và chúng ta sẽ thay bằng hàm repository M, đối tượng M của chúng ta. Vì chúng ta đã extend GPA Repository nên chúng ta có thể kế thừa lại các hàm của GPA Repository. Đây là lưu một đối tượng vào trong database luôn. Tiếp đến để sửa chúng ta, hàm sửa chúng ta cũng sửa tương tự. Và đến hàm xóa, chúng ta cũng sẽ sử dụng repo.delete by ID. Chúng ta sẽ truyền integer là ID. Tiếp đến thì chúng ta sẽ return về true nếu xóa thành công, không có lỗi gì. Còn có lỗi thì nó rơi vào cut exception, thì chúng ta sẽ return về false. Ở cái get movie ấy, tức là lấy ra một đối tượng movie, thì chúng ta cũng sẽ dùng repo file by ID. Và chuyển ID vào movie list của chúng ta. Đơn giản chúng ta sẽ repo và chấm file o. Ok, như vậy là chúng ta đã chỉnh sửa xong service để gọi đến repository. Chúng ta sẽ cùng tắt đi và bật lại Spring Boot web của chúng ta. Đã có lỗi rồi. Lỗi trên đây chúng ta sẽ cùng kiểm tra console. Lỗi này các bạn có biết vì sao ạ? Lỗi này là vì đối tượng movie của chúng ta chưa được gán vào một bảng nào để trong database. Thì chúng ta sẽ gán annotation entity thì nó sẽ tương ứng map 11 với bảng ở trong database. Và
và chúng ta sẽ gắn annotation ID cho thuộc tính ID của chúng ta để nó hiểu đây là key của table. Và S2 database của chúng ta sẽ tự tạo bảng này cho chúng ta. Code first, tạo database sau. Chúng ta sẽ cùng lát lại, cùng đăng nhập lại. Các bạn có thể thấy là có một bảng movie, có các cột là các thuộc tính của đối tượng movie. Chúng ta sẽ sử dụng hàm post để thêm mới movie. Chúng ta sẽ kiểm tra body. Đây, chúng ta sẽ send submit. Xin lỗi các bạn là chúng ta đang chưa bật lại. Cổng của chúng ta đang khác nhưng vẫn bị fail. Fail là do đâu? Chúng ta sẽ cùng kiểm tra. Log báo gì? Lỗi là do cái tên thuộc tính của chúng ta không có này, sai này. Chúng ta chỉ có là ID thôi, không phải ID number. Và chúng ta sẽ cùng gửi. Như vậy là đã true rồi, đã thêm mới thành công rồi. Tiếp đến thì chúng ta sẽ get all movie. Chúng ta sẽ có một movie ở đây. Chúng ta sẽ cùng post tiếp. Chúng ta sẽ thay ID vào đây là 1 này. Tên của bộ phim của chúng ta sẽ là Avenger. Đạo diễn của chúng ta. Sẽ là Director X, một ông đạo diễn X ở đấy. Chúng ta sẽ cùng sửa thời gian một tí để cho nó khác biệt. Chúng ta sẽ nhìn thấy rõ hơn. Và chúng ta sẽ send API. Thêm thành công, return true. Và chúng ta sẽ cùng kiểm tra danh sách movie. Bây giờ là có 2 movie ở trong danh sách của chúng ta. Chúng ta sẽ cùng đến hàm sửa. Chúng ta sẽ thay ID của chúng ta là bằng 1, chúng ta submit. 2 là main 3 đúng không? Chúng ta sẽ cùng kiểm tra lại. Rồi ID 1, movie 1 của chúng ta đã là ID main 3 rồi. Thông tin cũng thay đổi theo rồi. Tiếp đến thì chúng ta sẽ sử dụng hàm xá, tell. Và chúng ta sẽ gửi ID là 1, cùng kiểm tra lại. Đã xóa được movie số 1 rồi. Như vậy là chúng ta đã thành công. Còn một cấu hình nữa mà các bạn nên biết. Đấy là cấu hình spring.jpa.sql show sql show gạch ngang sql bằng true. Thì mỗi lần sử dụng câu sql nào trong database thì hệ thống sẽ tự log ra câu query cho chúng ta để chúng ta cùng có thể kiểm tra, theo dõi, debug tốt hơn. Tôi sẽ cùng khởi động lại sau khi đã cấu hình. Như bạn cần thấy là S2 database của chúng ta sẽ tạo ra một cái bảng có những cái cột như thế này. Và bây giờ chúng ta sẽ lấy list movie. Và chúng không có gì cả, nhưng mà chúng ta sẽ có một câu query ở đây. Như vậy là bài học đã hết. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những bài học tiếp theo trong khóa học.